Nếp có hài lòng với bộ váy của mình không? Có. Và chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi thì chúng tôi đã có hai chiếc váy đồ đôi. Chắc chắn rồi, ngay sau đây là chúng tôi sẽ diện cái bộ đồ này để đi dạo phố. Mặc dù là chiều nay thì vừa mới ăn hải sản xong, nhưng mà bây giờ khi mà dạo phố và nhìn thấy những cái cửa hàng ẩm thực đường phố la liệt và chi chít khắp bờ sông như thế này thì bạn An, bạn ấy không thể nào mà kiềm chế được và bạn ấy phải xà vào để bạn ấy ăn cái món yêu thích, đó là món thịt bò cuốn lá cải, thịt bò nướng. Chúng tôi phải trả 150.000 cho một cái dĩa như thế này. Và đây là món cao lầu. Đây là một trong những món ăn truyền thống của Hội An, bên cạnh cơm gà, bên cạnh mì Quảng. Ở Hội An thì có một số cái quán ăn cũng khá là nổi tiếng, nhưng mà tôi đã từng đến quán ông Hai ở đường Trương Văn Lượng, nhưng mà rất tiếc là khi tôi đến vào buổi sáng thì cái cửa hàng nó chưa mở cửa. Cho nên các bạn hãy nhớ nhé, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều những cái quán ăn, những cái địa chỉ ăn ngon ở trên internet, nhưng mà hãy lưu ý về giờ, luôn luôn quan tâm xem là họ bán vào giờ nào, họ đóng cửa vào giờ nào. Chúng tôi đang trên thuyền ở dòng sông Hoài ở Hội An. Dường như là rất nhiều người đến đây thì đều thích xuống thuyền và để thả cái đèn hoa đăng này. 5.000 đồng, có nghĩa là chỉ có 2 xu Mỹ thôi, 0,2 đô. 5.000 đồng Việt Nam là sẽ có được một chiếc đèn hoa đăng như thế này. Một đô Mỹ sẽ mua được 5 cái đèn hoa đăng như thế này. Và rất nhiều người đã đến đây để thả những cái đèn như thế này xuống dòng sông Hoài. Tuy nhiên là cá nhân tôi thì tôi không có tán thành cái việc này. Khi mà đến Hội An và nhìn ban ngày, nhìn những cái xác của đèn hoa đăng nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, tôi tự hỏi rằng là người ta đã làm gì với dòng sông, và sau những cái giờ phút thả đèn rất là lãng mạn trên sông thì còn lại là gì? Thưa quý vị, còn lại là rác ở trên sông Hoài, và rác đang khắp nơi ở trên Hội An. Với tư cách là một người yêu Hội An, rất yêu Hội An, thì tôi rất là mong là du khách đến đây hãy làm những cái việc nhỏ nhất, đó là không có xả rác ra cái thành phố xinh đẹp này. Và đặc biệt là những người dân ở đây, những người dân địa phương ở đây, hơn ai hết chính những người dân Hội An nên là những người cần là những người phải giữ gìn môi trường sống của mình. Và không những là môi trường sống mà đây cũng chính là cái
có thể nói là miếng cơm manh áo, bởi vì là rất nhiều người dân Hội An đang sống nhờ du lịch, đang làm du lịch để sống. Như vậy chúng ta có thể lựa chọn là lên thuyền một chuyến 2 người giá 100.000 đồng là khoảng 4,5 đô Mỹ. Sau đó chúng ta vẫn có thể ngắm đèn hoa đăng trên tay như thế này và ngắm những cái đèn hoa đăng, những cái đèn lồng ở xa xa và không thả hoa đăng xuống sông, không thả rác xuống sông. Ok đi bà. Chợ đêm thì không có gì đặc biệt, nhưng ở đây thì trong lòng chợ đêm thì lại có một cái bar rất là đáng yêu và họ đang chơi nhạc sống ở trong này. Tôi thích nhạc sống cho nên chúng tôi sẽ vào đây. Lần đầu tiên bạn gái 10 tuổi của tôi được đi chơi bar, cho nên là chúng tôi rất là vui và vì thế mà câu thơ rất là ngon và âm nhạc cũng rất là tuyệt vời, những người bạn rất là dễ mến. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái trải nghiệm rất là nice ở Hội An và chắc chắn là chúng tôi sẽ không để lại.